Lời Chúa, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, ngày 21 tháng 8, 2022. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Những kẻ đứng cho sẽ lên hàng đầu. Chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, hãy chiến đấu để mãi này vào nước Thiên Chúa. Đường thánh thang dẫn ta về Chúa hư vọng, đường cửa hẹp dẫn ta về bên nước hằng du. Thiên hạ sẽ từ đông đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Những kẻ đứng cho sẽ lên hàng đầu, những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng tròn. Lời Chúa, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, ngày 21 tháng 8, 2022. Chào anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn một Chúa Nhật vui tươi, bình an trong lòng thương xót của Chúa. Anh chị em quay sang bắt tay hỏi thăm chúc những người chung quanh mình một Chúa Nhật thật là vui, Chúa Nhật hồng, Chúa Nhật bình an, họp nhau để nghe lời Chúa, rồi họp nhau để chia sẻ đời sống thiêng liêng, rồi chia sẻ món ăn nấu nướng với nhau trong gia đình được không? Để có thể đi biển được không? Có thể lên núi được không? Có thể xuống đồi được không? À, một ngày Chủ nhật mà họp mặt gia đình với nhau vui tươi, bình an như thế. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Ngày Chủ nhật thứ 21 thường niên, năm C. Bài đọc 1. Sách ngôn sứ Isaiah chương 66, câu 18 đến câu 21. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng. Ta sẽ đến tập hợp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Họ sẽ đến và được thấy vinh quang của ta. Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc Tarshish, Put, Lut và những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tuvan, Javan, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến ta và chưa hề thấy vinh quang của ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của ta giữa các dân tộc. Đức Chúa phán: Giống như con cái Israel mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa, đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà, về trên núi thánh của ta là Jerusalem. Và cả trong bọn họ ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê Vi. Đức Chúa phán như vậy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Hippri, chương 12, câu 5 đến câu 7, câu 11 đến câu 13. Bài trích thư gửi tín hữu Hippri. Thưa anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi để người què khỏi trật bước và hơn nữa còn được chữa lành. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chúa nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể Chúa cha mà không qua Thầy. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 13 câu 22 đến câu 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến." Bây giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, vâng.
lời khen Chúa. Thưa anh chị em, có những người hằng ngày sáng hoặc là 8 giờ, trưa 12 giờ hoặc là chiều 4 giờ, họ đến họ xin cầu nguyện. Trong số những người đến xin cầu nguyện thì có khi họ đi một mình, có khi đi hai vợ chồng, có khi hai vợ chồng đi với con, mấy đứa hay một đứa. Thường thì tôi hay gặp mấy bé, tôi hay hỏi con tên gì, mấy tuổi, học lớp mấy. Có những người làm cha làm mẹ tôi vừa mới hỏi cái là cháu nó tên là Long à, hay cháu nó 7 tuổi à, cháu nó học lớp 3 à. Tôi nói để cho nó nói được không? Tại sao tôi hỏi nó mà cha mẹ cứ phải trả lời thay cho nó làm gì? Thì thứ cha nó không biết nói đâu ạ. Không biết nói thì để nó tập nó nói chứ. Thì mình cứ nói thay cho nó thì bao giờ nó mới nói được. Rồi sau đó tôi họ xin cuốn sách, xin cái máy. Máy nhật ký, rồi xin thêm mấy bài giảng. Rồi xin thêm gì đó, thơ tình lòng thương xót. Rồi xin thêm radio lòng thương xót chuỗi bệnh nhân. Cầm, đứa bé nó cầm, đứa bé cầm. Sau đó tôi lấy cái bịch xốp, túi xốp, đưa nó. Nó nhìn tôi nó ngơ ra. Mẹ nó tính lại lấy cái dành đi túi xốp với lại cái máy bỏ vô. Tôi nói để yên nó. Này con, túi xốp, con nhìn coi cái túi xốp này con để làm gì? Nó ngồi nó nghĩ. Cái túi xốp này con để làm gì? Con nghĩ thử coi. Nó ngồi xong nói, để bỏ cái này vào. Này đúng rồi, con giỏi quá. Con bỏ đi, bỏ làm sao? Nó cầm hết về nó mở ra nó đút vào. Không được. Tôi nói con bỏ một lúc vào không được. Bởi con phải có cách nào con bỏ vô, bỏ từ từ vô. Cái nó mới bỏ xuống. Rồi nó từ từ nó mới lấy. Cái nào to con bỏ vào trước, lấy cuốn sách nó bỏ vào. Bịch xong. Lấy máy lòng thương xót bệnh nhân bỏ vào. Rồi lấy radio thời tình lòng thương xót bỏ vào. Rồi lấy các bài giảng lòng thương xót bỏ vào. Rồi cuối cùng lấy. Nó thấy nó nhìn vào, ủa, giống nhau. Cái nó để lại. Nó cầm bịch, có nói ô hay quá, giỏi quá, vỗ tay. Thế thì những người đi theo nhìn thấy ồ, tôi nói đó. Cách thức mà anh chị em dạy con mình là phải để nó tự nó làm. Chỉ nó, gợi ý cho nó, hướng dẫn nó. Nhưng mà nó phải làm thì nó mới biết làm. Còn nếu mình làm thay nó thì không bao giờ nó biết làm cả. Bảo nó còn bé nó không biết gì đâu cha, bảo nó còn bé thì mình chỉ nó. Ngày xưa tôi còn bé, mẹ tôi lúc nào cũng quét nhà, quét này, quét này, quét như thế này. Rồi, cầm lấy chổi quét, xuống rửa bát. Chị tôi bảo, thôi để con rửa cho nó bé, nó không rửa được, cứ để nó rửa. Chỉ cho nó rửa dơ, bắt nó rửa lại. 3 lần rồi nó phải quen. Mẹ tôi không có cho làm thay, phải cố gắng, phải cố gắng. Lúc nào mình cũng phải cố gắng hết. Cha mẹ có khi nó làm sai thì sửa nó. Có những người làm cha làm mẹ không dám, không muốn hay không dám, hoặc là sợ, không dám sửa con mình, tội nó. Cháu nó bé nó không biết gì tội. Không dám sửa, không dám dạy. Rồi đưa cho cái giấy với cái bút viết thư khấn. Viết tí xong rồi đưa cho con nút nó cầm, nghịch. Tôi nói bỏ bút xuống, nó cầm cái bút nó đâm vào mắt nó thì sao? Nhưng mà cháu nó thích nhưng mà đâm vào mắt nó thì sao? Hơi cháu nó khóc, điểm muốn nó khóc hay muốn nó mù? Nói. Đâu phải nó đưa mình, đưa cái gì cũng được, xong chốc lại cầm máy. Cháu nó đòi, cầm tí nó xé bét cái hộp ra. Có giận không biết chứ. Lúc đó sợ cháu nó khóc, sợ cháu nó khóc chiều nó. Mà không dám. Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Người đối xử với anh em như với người con, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Mà lúc sửa dạy thì ai lấy làm vui thú, mà chỉ lấy buồn phiền mà thôi. Nó khóc cái này chứ. Nhưng mà sau đó người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là
bình an và công chính. Sau này nó mới có thể bước đi được, nó mới làm được, gọi là tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tập đi, tập đứng, tập ngồi, cái gì cũng phải tập hết chứ. Đứa mua được cái đàn guitar. Nó đưa mua đàn guitar đưa. Nói con mới mua được cái đàn, ra coi cái đàn đẹp, gửi lên tiếng hay, cha cầu nguyện cho con để con đánh được đàn. Con mua rồi mà hôm giờ con đánh mãi chẳng được. Bảo con có tập không? Chỉ sưu tập ở đầu tay lắm, bấm phím ở đầu tay hết rồi. Thì cha cầu nguyện cho khấn lòng cho Chúa cho con đánh đàn được. Tôi nói tôi có cầu 10, cầu 100, cầu 1000 cũng không có được hiệu quả gì nếu con không chịu cầm cái đàn mà tập. Cha không cầu cho con tự động biết đánh đàn, nhưng cầu cho con kiên nhẫn và khôn ngoan để tập đánh đàn, chứ không cầu cho con tự động biết đánh đàn, nhớ không? Đó, có nhiều người đến xin khấn, xin cầu nguyện mà cứ Chúa làm thay cho mình hết. Cha cầu nguyện cho cháu mai, cháu nó đi thi tốt nghiệp lớp 12 để sắp sửa thi đại học, cho cầu với cháu. Hay sao năm vừa rồi học hành sao con? Thì Sư nó có học hành gì đâu cha, Sư nó lười lắm, nó chả học hành gì cả. Hôm nay con lên cha xong mai con lên khấn Đức Mẹ, mốt rồi con xuống cha này cha kia khấn. Tôi nói con đi lên đến tận cung thánh, đến trời mà khấn thì cũng chẳng ăn thua gì nếu nó không chịu học. Chúa không có làm thay. Không có chuyện mà nằm chờ sung rụng cả năm không học, đến ngày thi lên khấn Đức Mẹ rồi ăn chay 3 ngày 3 đêm, thua cái gì? Cha cầu cho anh ấy chứ. Anh ấy ung thư gan, cầu nguyện cho anh. Rồi anh còn hút thuốc không? Còn nhậu hùng dạ? Thưa anh ấy bảo là không bỏ được. Thế thôi, bảo anh cứ về uống thuốc, hút thuốc đi nhá. Cứ về uống rượu đi nhá. Chứ tôi chịu thua rồi đấy. Bảo chắc người ta bảo cha cầu linh lắm mà. Bảo tôi cầu linh với điều kiện. Là thứ nhất, anh ấy phải đến đây anh xin, anh khấn, anh nguyện. Và khi nguyện như vậy thì con nguyện là con bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ những thuốc ăn chơi. Con nguyện là con sẽ tu tâm dưỡng tính. Con nguyện là con sống điều độ. Thì lúc đó Chúa mới ban ơn chữa lành chứ. Cứ nhậu nhẹt, cứ thuốc, cứ ăn chơi. Rồi cầu cho con có sức khỏe. Cầu thế nào? Chứ đâu phải kẻ lắm mướn mà bỏ sao phải làm vậy đâu. Bệnh bạ quá. Anh không mua vé số mà cứ cầu cho chúng vé số là chúng thế nào? Rồi chẳng có làm ăn gì cả mà cứ đi mua vé số cầu cho chúng là cầu làm sao? Cả hai cái đều không đúng hết. Làm thì không chịu làm mà cứ đi mua vé số và cầu cho chúng số. Chứ khôn à? Còn những người đó mà nó vất vả thì sao? Hả? Đấy. Cho nên thưa anh chị em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như nói với người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy. Đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy. Chớ nản lòng khi người khiển trách. Mỗi ngày dọn những món ăn lời Chúa cho anh chị em. Suốt 15 năm, đặc biệt là 3 năm vừa rồi trong đại dịch Covid. Lúc thuận cũng như lúc nghịch, lúc thoải mái cũng như lúc khó khăn. Khi mà chia sẻ lời Chúa với anh chị em, có nhiều người nói, cha nói chung chung thôi. Chứ đừng nói cụ thể quá, nhiều người họ khó chịu. Giống như là vạch áo cho người xăm lưng, giống như là đi vào tim đen người ta nói vậy, nhiều đấng các bậc mất lòng. Đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy. Đây là lời Chúa mà. Nếu có đúng tim đen, nếu có phải vạch áo cho người xăm lưng, nếu có đúng với sự thật thì chấp nhận sự thật mất lòng. Để lời Chúa sửa dạy và đừng nản lòng khi người khiển trách.
Câu này hơi khó. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. Gọi là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thì Chúa thương ai mới sửa dạy kẻ ấy. Và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Wow, quá đúng. Việt Nam mình vẫn nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những người mà sửa dạy mình, những người mà góp ý với mình, những người phê bình, hay là những người mà họ có thành tâm thiện trí để giúp mình, thì họ mới sửa dạy mình. Còn chẳng dạy gì, nói cho nó ghét, kệ nó, cứ cho ngọt cho bùi đi. Góp ý làm gì cho nó ghét, phải không? Đẹp, nhất, hay, không có gì cả, trời, không có gì cả, cái gì cũng tốt hết. Thực sự chẳng có cái gì tốt hết thì đúng hơn. Chứ không phải là cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà mình sợ, không dám nói sự thật. Cho nên người ta cứ vui vẻ, cứ vui vẻ. Rồi tưởng là đúng, tưởng là hay. Có lần bà Thánh nào đó gặp nhiều đó đau khổ quá. Nói Chúa ơi, sao Chúa nói Chúa thương con mà sao Chúa để con gặp nhiều đau khổ, thử thách, sỉ nhục quá này Chúa. Bảo bạn hữu của ta đó. Ai là bạn hữu của ta thì ta mới để cho chịu những đau khổ sỉ nhục đấy. Và những đau khổ sỉ nhục đó là những cái nụ hôn ta dành cho những bạn thân, bạn hữu của ta đấy. Vị Thánh nói, trời ơi, thảo nào Chúa không có bạn thân. Bạn thân nào Chúa cũng xử như vậy thì chẳng có ai muốn thân với Chúa. Không ai muốn nên thân với Chúa, không ai muốn giống với Chúa, vì giống với Chúa là thông phần đau khổ với Chúa. Giống Chúa là để cho Chúa sửa dạy, để Chúa cho roi cho vọt, để cho lời của Chúa thách đố mình, uốn nắn mình. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Vì người đối xử với anh em như những người con, mà có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Có những đứa con người cha sửa dạy nó không chịu nghe. Có những đứa con mà không được người cha sửa dạy, có. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta không phải là như những người cha trần gian này. Dù mày có buồn, tao cũng vẫn cứ phải sửa dạy, vì ta yêu thương mày. Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Mình chỉ nhận ra hallelujah, tạ ơn Chúa, khi mình được những sự mình khấn xin như ý mình. Phải không? Mình tạ ơn Chúa. Wow, Chúa là người cha giàu lòng thương xót. Nhưng có ai hallelujah không ai tạ ơn Chúa vậy? Vì nhà con mới qua đời, chồng con mới đụng xe, con mới bị thất nghiệp, con mới bị sảy thai, vợ chồng con hiếm muộn 10 năm, con mua đất rồi bị nó bị lừa, rồi con có thằng con nó xì ke, đủ mọi thứ tai ương, đủ mọi thứ tai nạn, đủ mọi thứ tai ác nó đổ xuống mình. Có hallelujah tạ ơn Chúa không? Bà có thấy rằng là hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đang sửa dạy mình hay không? Mình chỉ được ơn thì mình tạ ơn Chúa, thấy Chúa là người cha nhân từ. Nhưng mà khi gặp những khó khăn, thử thách, đau khổ, tủ nhục như vậy, có vẫn nhận ra rằng Chúa vẫn là người cha nhân từ hay không? Và vì Chúa là người cha nhân từ cho nên Chúa sửa dạy mình. Và Chúa sửa dạy mình qua những biến cố, qua những sự kiện, qua những sự việc, qua những con người. Là mình thấy đau lòng, mình thấy buồn lòng, mình thấy đắng lòng, mình thấy khó chịu vô cùng. Như thế thì làm sao mà bảo rằng Chúa giàu lòng thương xót được? Đấy. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là để cho Chúa sửa dạy. Chấp nhận cho Chúa sửa dạy và nhận ra lòng thương xót của Chúa. Ngay cả khi Chúa sửa dạy mình trong những khốn khó mình gặp. Chứ không phải chỉ nhận ra lòng thương xót Chúa khi Chúa ban ơn xuống cho mình hết ơn này đến ơn khác. Có một chị sáng nay mới gặp, có người khác giới thiệu bảo, chà, cho chị này lên làm điểm hẹn Chủ nhật đi,
chị được nhiều ơn lắm. Tôi nói được, để tôi gặp tôi nói chuyện. Gặp với kể tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì. Thưa cha, con được nhiều ơn Chúa lắm. Con thấy con có nhà cửa, con có con cái, con có chồng con. Con thấy biết bao nhiêu những cái gì con có đều là ơn Chúa ban. Mà con toàn được những điều may lành thôi. Con làm ít mà con được hưởng nhiều. Con được nhiều, mua may con bán đắt. Rồi con được chồng con nó cũng hiểu biết. Rồi đứa con cũng ngoan. Con thấy toàn là ân huệ Chúa ban cho con. Tôi nói rồi có cái gì khó khăn thử thách không ạ? Chúa thương con lắm ạ. Chúa ban cho con toàn là ơn huệ. Thế con thấy cuộc sống con bình an hạnh phúc lắm ạ. Tôi nghĩ bụng tôi bảo cái này lên làm điểm hẹn Chủ nhật làm sao đấy. Nơi chị Linh chị nói xong bao nhiêu người dưới tủi thân. Rồi bao nhiêu người dưới là kêu trách Chúa. Chúa thiên vị, Chúa ban cho con mẹ này nó nhiều ơn quá mà. Con thì chả được cái gì. Tôi nghĩ bụng bảo không phải điểm hẹn Chủ nhật lên là mình kể những cái ân huệ mình được một cách như không như thế. Không chỉ là như vậy. Mà còn nhận ra ân huệ của Chúa khi mà Chúa sửa dạy mình, uốn nắn mình qua những tai ương, qua những tai nạn, qua những đau khổ thử thách mà mình vẫn tin vào Chúa là người cha giàu lòng thương xót. Cái điều đó mới là lời chứng hùng hồn, mạnh hơn cả những lời chứng là con được mọi sự như lòng con mong ước hết. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Thấy không? Đấy. Giống như là có người cha cầu cho con đừng có suy nghĩ lung tung. Cha cầu cho con biết sống một cách lạc quan hơn. Được, tôi cầu nguyện. Nhưng mà ở nhà con làm gì? Cha con chả làm gì. Con toàn ngồi nghe coi phim, con toàn là ngồi nghe nhạc thôi. Con toàn là ngồi con toàn là làm cái điều tiêu cực, ngồi coi phim, ngồi nghe nhạc buồn, rồi thì bạn bè ngồi tám với nhau. Tôi cầu nguyện cho chị thế nào được? Vì tôi cầu nguyện cho chị là dứt bỏ khỏi tất cả những thói quen xấu mà nó làm cho chị cảm thấy mình buồn, mình chán, mình bi quan, mình cầu cho chị thoát khỏi cái đó. Mà muốn thoát khỏi cái đó thì chính chị phải đứng lên. Thôi, cái quá khứ đó, bỏ đi. Cầu cho gia đình con hạnh phúc đi cha, vợ chồng con khó không có thông cảm nhau, không hiểu biết nhau. Được, cái ý nguyện đó rất là tốt. Nhưng mà để đạt được cái ý nguyện đó thì tôi cầu nguyện cho chị. Này, chị với anh, hai người lấy nhau bao nhiêu năm? Dạ, 30 năm rồi. Những năm đầu sau, những năm đầu tương đối hạnh phúc. Vui vẻ, chúng con tự do tìm hiểu nhau. Còn những năm sau thì càng ngày con càng thấy anh ấy thế này, thế nọ, thế này, thế kia. Ủa, rồi bây giờ chị không thấy cái gì tốt nơi anh nữa. Bây giờ cha thấy cái gì tốt nơi cha. Thế anh có cờ bạc không? Dạ thưa không. Anh có rượu chè không? Dạ thưa không. Anh có xì ke ma túy? Dạ cũng không. Anh có bồ bịch gái hú gì? Dạ thưa cũng không. Ủa cái đó không tốt à? Con nó không tốt à? Nhưng mà anh ấy là người ấy là gia trưởng, nhưng mà anh ấy là người ấy là cứ ngồi đó. Giờ muốn anh làm phải không? Anh đi đánh bài được không? Anh đi nhậu được không? Anh đi gái gú được không? Anh ấy đi tứ đổ tường chịu không? Cho nên cầu nguyện cho chị để chị nhận ra rằng là Chúa ban cho chị những ân phúc. Ngay cả lúc những người chồng mà chị khám phá ra là không còn như chị mong ước nữa. Cái thuở ban đầu mà hạnh phúc ấy, phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng ấy, cái thuở mà trăng mật ấy, bây giờ là nó dập mật rồi. Thì lúc trăng mật nhận ra lòng thương xót Chúa thì dập mật có nhận ra lòng thương xót Chúa hay không? Chúa đang sửa dạy mình để mình trở thành một người phụ nữ hiền lành, kiên nhẫn và có lòng thương xót đấy, chị cũng thấy à? Đó. Trời ơi, con tưởng cha cầu nguyện cho chồng con biến đổi, chứ cha cầu nguyện gì, chơi gì, cứ bắt con biến đổi không. Thì chị cứ làm như tôi đi. Rồi 3 tháng sau về chị cho thấy. 3 tháng sau, con cảm ơn cha. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Con cố gắng lắm, nhịn tí, cố gắng vui tí, mỗi ngày một tí, cố gắng mỗi ngày
cười một tí, mỗi ngày nói chuyện một tí với anh. Hồi xưa anh gặp con, anh cứ lầm lầm lì lì. Ngày xưa gặp là lúc nào cũng ra lệnh chỉ huy. Ngày xưa lúc nào cũng ra vẻ đi ra trưởng lắm. Bây giờ con thấy chở con đi lễ rồi. Bây giờ con thấy là xuống nấu cơm chung với con rồi, xuống rửa chén với con rồi. Chị thấy chưa? Chị phải thay đổi trước. Rồi anh ấy thấy chị thay đổi, anh mới thay đổi chứ. Cứ ngồi mà nói là cứ khơi lại chuyện cũ, và khơi lại những cái xấu để làm gì. Còn anh, lúc gặp người chồng khác cũng đến, thấy cha, vợ con nó, suốt ngày nó nói xấu con, vợ con nó ỉ, nó làm ăn có tiền, nó kênh kiệu vợ con thế này, thế nọ, thế kia. Thế anh có chịu đi làm gì không? Thế anh có chịu phụ chị không? Nếu mà chị ra ngoài chị kiếm tiền thì anh ở nhà anh nấu cơm có được không? Đàn ông mà nấu cơm, cha. Thế đàn bà phụ nữ ông bảo, tại sao bắt đàn bà đi kiếm tiền? Anh trả lời sao? Đâu có sao đâu. Đâu có sao đâu. Đều là công việc mà, đâu có việc nào hèn hạ, chỉ có con người hèn hạ thôi chứ. Có phải anh đi làm, anh có tiền, anh có đáng kính, đáng trọng hơn là vợ anh ở nhà cứ cắm đầu cắm cổ làm bếp không? Chưa chắc, phải không? Mà cũng đừng có tưởng rằng cô cứ cắm đầu cắm cổ làm bếp là cô lại coi thằng tôi thật là thằng lười biếng, cũng không phải. Mỗi người chịu ban một việc, một nhiệm vụ, một cái sứ mạng. Nhiều khi chúng ta nói đến bổn phận, mình cảm thấy nó nặng nề. Bổn phận phải làm này, bổn phận phải làm kia, giống như là một cái gánh nặng. Nhưng mà là một cái sứ mạng, nghe nó hay hơn, rõ hơn, đẹp hơn chứ. Sứ mạng của chị là làm bếp, sứ mạng của anh là nhặt rau. Sứ mạng đó. Thấy chưa? Thấy sứ mạng chưa ông? Hay là cứ ngồi đó, thằng này phải đi làm ông trùm mới là sứ mạng chứ, phải đi rau giảng mới sứ mạng chứ, đâu mà làm bếp mà sứ mạng, sứ cái gì? Mất mạng thì có chứ sứ mạng gì? Không, đó là sứ mạng đó. Khi mình chu toàn những cái việc nhỏ mà Chúa nói là phải chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Chiến đấu qua cửa hẹp mà vào, nước trời dành cho những người mạnh. Mà nếu chúng ta không chiến đấu, không để cho Thiên Chúa sửa dạy, không chịu rèn luyện, thì lúc nào mới có được hoa trái là sự bình an và công chính. Cho nên hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Sứ mạng của những người bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót là làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ, bằng quyền năng sức mạnh lòng thương xót Chúa nơi chính bản thân mình. Và chính mình phải là những con người mạnh mẽ, không có ủy mị, không có yếu đuối, không có sợ khó, sợ khổ gì hết. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người khỏe khỏi chật bước, và hơn nữa còn được chữa lành. Cho nên hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Đừng có nghĩ rằng tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi là thế kia, tôi là công giáo, tôi là linh mục, tôi là tu sĩ, tôi là tông đồ lòng thương xót Chúa rồi, là tôi đương nhiên được vào nước trời. Không có đâu. Nếu là linh mục, tu sĩ mà không chiến đấu để thắng bản thân mình, mà không chiến đấu để thắng ba thù, mà không chiến đấu để đi phục vụ thay vì được đòi người ta phục vụ. Nếu làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng mà không nỗ lực, không chiến đấu thắng cái tự ái của mình, thắng cái cao ngạo của mình, để vợ chồng có thể hòa thuận với nhau, dập cái tự ái của mình đi, bỏ cái tôi của mình đi, thì đừng có mong vào nước trời. Anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được,
thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chúa tìm ra nghiệp là nước Thiên Chúa, đường lối Chúa dẫn ta tìm hạnh phúc mai sau, đường cửa hẹp dẫn ta tìm ra nơi khó mau. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Điểm hẹn Chủ nhật 21 tháng 8 2022 hiệp hành với song sinh khiếm thị. Chào anh chị em và các bạn, rất là vui được gặp gỡ anh chị em đang hiện diện ở đây, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn đã cùng với nhóm Khát Vọng đi đến Cà Mau, dưới tận cùng mũi Cà Mau, có những nơi mà không ai đến, chúng tôi đã đến. Nhóm Khát Vọng đã đến trong hai ngày 13 và 14 tháng 8, làm công tác bác ái để chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời vào ngày 15 tháng 8. Tĩnh tâm làm việc bác ái, đó là điều đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ nhất, không có tiệc tùng, không có cờ quạt, không có rước sách chống phách linh đình. Chúng tôi không có điều kiện để làm những chuyện đó. Chúng tôi chỉ có khả năng nhỏ bé, hạn hẹp của mình với những con người tội lỗi, tĩnh tâm, sám hối và đi làm việc bác ái để đền tội mình. Xin Chúa và Mẹ thương đến những đứa con tội lỗi cần đến Chúa xót thương bằng việc bác ái, chia sẻ. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn các bạn nhóm Khát Vọng và cảm ơn những người đã đồng hành với nhóm Khát Vọng trong chuyến công tác bác ái Cà Mau 13-14 tháng 8. Và hôm nay 21 tháng 8, nhóm Thiện Nguyện Tín Thác đang đi công tác 2 ngày 20 và 21 tháng 8 tại giáo phận Long Xuyên. Mục đích là thứ nhất để kỷ niệm đúng 3 năm gọi là rỗ mãn tàng ngày chúng tôi rời giáo điểm tin mừng ngày 18 tháng 8 năm 2019. Và đồng thời chúng tôi cũng được các bạn thương nhớ đến là thay vì quà sinh nhật ngày 20 tháng 8 của cha thì chúng còn tặng quà cho người nghèo chứ không tặng cho cha để mừng sinh nhật. Hôm nay các bạn ấy đang ở giáo phận Long Xuyên hiệp thông với chúng ta trong điểm hẹn Chủ nhật 21 tháng 8. Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay thì anh chị em sẽ thấy điểm hẹn Chủ nhật có lẽ là đông nhất trong các buổi điểm hẹn Chủ nhật. Ở bên tay phải của chúng tôi là hai người, bên tay trái là hai người. Không biết là họ có liên quan gì đến nhau hay không, lát nữa chúng ta sẽ biết. Nhưng mà bây giờ thì để cho bầu khí được nóng lên, mời anh chị em và các bạn cùng lấy song hành bên Chúa
chúng ta bắt đầu chương trình với bài hát Song Hành Bên Chúa của nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, cùng yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ lần này chúng ta mới có được hát nhạc sống có đàn óc đàng hoàng. Có nhiều người bảo, đang thắc mắc bảo, cha kiếm được đâu mà mấy cô đánh đàn dễ thương thế? Dễ thương không? Dạ. Dễ thương không? Dạ, dễ thương. Rất dễ thương. Người bên phải tôi dễ thương. Người bên trái tôi dễ thương. Người trước mặt tôi dễ thương. Người sau lưng tôi dễ thương. Còn tôi cũng dễ thương. Bây giờ thì mời anh chị em chúng ta lắng nghe câu chuyện của một gia đình. Trong đó có hai chị em song sinh mà chúng ta gọi là hiệp hành với song sinh khiếm thị như thế nào. Mời anh chị em bắt đầu lắng nghe câu chuyện. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì, gia đình con ra sao. Dạ, con xin chào cha. Con là Maria Phạm Thị Hồng Điệp. Năm nay con 38 tuổi. Con thuộc giáo xứ Túc Chưng Định Quán. Dạ, con lập gia đình năm con 22 tuổi. Dạ, cho tới tới năm 2008 thì con sanh hai bé là Phương Nguyễn Ngọc. Hai bé nào? Hai bé đó tình. Hai bé con sinh gọi là một cặp song sinh phải không? Hai bé nào song sinh đâu? Con tên gì? Dạ thưa cha, con tên là Phương Thi. Tên thánh thì họ. Dạ Maria Nguyễn Ngọc Phương Thi. Còn con? Dạ con là Maria Nguyễn Ngọc Bảo Thi. Đứa nào là chị, đứa nào là em? Dạ thưa cha, con là chị. Dạ thưa cha, con là em. Rồi, chúc con sinh ngày bao nhiêu, sinh nhật ngày bao nhiêu? Dạ, ngày 31 tháng 3. Năm. Dạ, năm 2008. Rồi, chúc con có nhớ là khi sinh ra chúc con nặng bao nhiêu ký, sinh non được bao nhiêu ngày? Thường thì, không biết là tôi nói có sai không, là mấy bà mà mang thai thì là mấy nhỉ? 9 tháng... 9 tháng 10 ngày. Mấy? Dạ, 9 tháng 10 ngày. Còn con thì mấy tháng mấy ngày nhớ không? 6 tháng... Mấy? Dạ 6 tháng 10 ngày.
Vâng, người ta thì 9 tháng 10 ngày, còn hai đứa này nó sinh thì chỉ có 6 tháng 10 ngày mà thôi. Có nghĩa là thiếu mấy tháng? 3 tháng. Lúc đó con có nhớ là con được bao nhiêu ký không? Ký mấy? Như là con nhớ là con là ký 1, chị là ký 2 thì không? Một đứa ký 1, một đứa ký 2. Khi mà con sinh hai đứa con đầu lòng, hai đứa con đầu lòng, mà tình trạng nó như vậy thì làm sao mà nó sống được cho tới bây giờ? Và bây giờ thì con bao nhiêu tuổi, học lớp mấy? Dạ thưa cha, thì con là 14 tuổi, năm nay học lớp 7. Mấy? Dạ thưa cha, dạ 14 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp 7. Vâng, 14 tuổi học lớp 7. Làm sao mà một bào thai đó hay mạng sống có 6 tháng 10 ngày, ký 1, ký 2, mà bây giờ thì đứa, cả hai đứa chứ, 14 tuổi và học lớp 7, bằng cách nào, như thế nào chuyện nó xảy ra, chia sẻ cho mọi người để hai đứa bé được chào đời cho đến ngày hôm nay, chia sẻ cho mọi người. Dạ, dạ thưa cha, là khi con mang thai hai bé thì lúc 3 tháng 10 ngày á, con cũng bị động thai, thì lúc đó bác sĩ cũng nói là cẩn thận. Xong rồi đến lúc mà 6 tháng 10 ngày thì con lại tự nhiên bể nước ối thì con đi cấp cứu ở bệnh viện Từ Dũ á, thì bác sĩ mới nói con là bây giờ cái thai này nó quá yếu mà không đo được tim thai nữa, thì bây giờ với lại sanh non là mắc nhiều thứ bệnh, rồi gia đình có khả năng nuôi không, trong khi bây giờ bị bể nước ối thì mẹ bị nhiễm trùng nặng rồi, ảnh hưởng tới mẹ, cho nên bây giờ phải bỏ cái thai này, gia đình phải ký vào giấy để cho, mà khi mà không mổ bỏ thì con không chịu. Con phải nói là bây giờ con muốn sanh, con khấn đức mẹ rồi giờ con xin khăn tự nhiên, thì bác sĩ mới nói bây giờ không có đau bụng thì làm sao mà sanh tự nhiên được. Con mới nói là không, cứ để cho con ngày mai, là nếu mà con không sanh thì con với mổ, còn không nếu mà ngày mai con sanh là ngày mai con sanh. Xong cái là con cũng ký vào giấy đó. Xong đến khi tới 3 giờ chiều thì tự nhiên con đọc kinh lòng Chúa thương xót, xong thì là 3 giờ 15 là con sanh một bé ra. Xong rồi 5 phút sau con lại sanh thêm một bé nữa, thì bác sĩ nó tím đen như quả mồng tơi á, nó tức là mồng tơi sáng nó đen đi như vậy mà nó không có nhúc nhích một tí gì luôn, thì nằm bất động như vậy. Bác sĩ lúc mà con vô ấy, thì con cũng biết là bác sĩ chia sẻ là bây giờ khó khăn như vậy không sống sót, con mới lấy một cái chai nước phép con để sẵn trên đầu á, thì con mới sanh một đứa, xong con mới ngóc đầu dậy, con mới nói là bác ơi cho con gặp bé để con rửa tội cho bé. Xong bác nói chứ nó có tội lỗi gì mà rửa, con bảo không, bác cứ cho con gặp bé đi. Xong con dạ vừa con trộm cái người con dậy, thì bác sĩ mới nói là đẻ thì không lo đẻ đi, nó có tội lỗi gì rửa, ngồi dậy cho mà băng huyết cho mà chết à. Cái con mới, con cứ ngóc vậy, xong con xin cái cô y tế, cái cô mới bế tới cho con để con rửa tội cho một bé. Xong cái là con lại đau thêm một cơn nữa, con lại ra thêm một bé em nữa, thì xong cái là lại rửa tội xong cũng y như vậy. Thế là bác sĩ cho vào lồng kiếng nằm. Tới tối đọc khoảng 10 giờ tối thì bác sĩ mới gọi gia đình vô, nói là bây giờ không đo được tim thai, bé yếu quá rồi, bây giờ kêu gia đình mang về chôn. Thì chồng con với bà ngoại mới nói là không có đưa về, bây giờ cứ để cháu nằm ở đó đi, bây giờ cứ ngày nào thì biết ngày đấy chứ không có đưa về. Thế là nằm ở trong lồng kiếng được 2 tháng á, thì bác sĩ cũng qua thăm thì mới nói là bây giờ cái mắt nó yếu lắm, bây giờ là ảnh hưởng tới mắt nặng quá, bây giờ cho mổ mắt chỉ còn có 5% thôi, thì gia đình vẫn đóng tiền cho cháu mổ. Nhưng khi cháu mổ mắt á, thì cháu lại mắc thêm là thiếu máu, cháu phải vô 3 lần máu, rồi cháu lại bị vàng da, bị viêm phổi, bị nhãn tĩnh mạch phân nhánh trái, rồi bị các bệnh về mắt là về rốp, bị xong rồi con mới nói thôi thì bác cứ cho cháu mổ đi, mấy phần trăm con cũng cho mổ cho nên là không quan trọng. Thế là lúc mà mổ xong đi ra thì con thấy mắt bé thì đỏ, nó máu ở trong, khi mà chưa mổ mắt nó cũng đẹp lắm, mà xong mổ xong thấy mắt nó lại nó cứ nhắm mà nó làm sao á. Thế là đến hồi đi ra thì bác sĩ lại bảo là chê đưa về chôn. Con lại bảo làm sao mà bác cứ để cho cháu nằm đi chứ con không, gia đình con quyết tâm không đưa về. Khi mà như vậy thì là bác sĩ lại cũng cho nằm lại lồng kiếng được đâu 6 tháng. 6 tháng thì vô thăm lại thì thấy tay chân bé mới nhúc nhích.
mới nhúc nhích. Đến khi mà con ra cân đo đong đếm lại thì khi mà cháu sanh thì được 1,2 kg, nhưng khi ra khỏi lồng kiến còn có 9 lạng thôi, mà nó cháy đen giống như con cá nóc vậy, nó cháy đen mà da nó nhăn nheo, nhìn con chịu lên chịu xuống con sợ lắm. Nhưng con bảo là thôi bây giờ con cứ xin khấn Đức Mẹ là bây giờ con của con biết là bác sĩ nói với con là bây giờ mắt nó không chữa được rồi, thì bây giờ Đức Mẹ cứ cắt hết bệnh tật, miễn sao nó khỏe mạnh nó sống với con, cho dù nó làm sao con vẫn nuôi mà con vẫn chấp nhận. Cho đến khi mà đấy, bây giờ là con của con nó được tới ngày hôm nay là nó đã 14 tuổi rồi, mà bác sĩ lại, con đi tái khám lại hàng năm thì bác sĩ vẫn cứ bảo là hồi đấy lại tưởng là không còn, bây giờ gặp lại bác sĩ Thái ngày xưa mổ mắt cho cháu cứ bảo là tưởng là về là không thấy tới, là tưởng là cháu không còn nữa và cháu mất rồi. Cho tới khi cháu được như vậy là đi tới ai cũng ngạc nhiên hết, bảo làm sao mà ngày đó bận như vậy, nó nặng tới cỡ đó, không đo được tim thai mà cũng không đo được cháu thở, mà làm sao mà cháu lại sống tới ngày hôm nay như vậy. Thì đó là con biết là con được ơn là Đức Mẹ đã ban cho con. Khi con đi về, con cũng đi ngang qua Đức Mẹ Bạch Lâm, con ghé và con xin khấn đó, thì con lấy 2 cây hoa huệ, mà cha biết trong 2 cây hoa huệ mà con để 1 năm trời ở nhà mà làm sao mà nó khô từ dưới lên tới trên, nhưng mà trên ngọn nó lại có 2 cái nụ, nó cũng giống như sinh đôi vậy, là 2 cái nụ, một cái to hơn một cái nhỏ hơn một xíu, mà nó cứ tươi mãi là con trưng ở trong nhà con á. Thì con biết, con bảo là đấy là 2 đứa con của con, là con biết là Đức Mẹ cứu con của con. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ nghe câu chuyện này nó giống như huyền thoại. Tại vì người ta đẻ thiếu tháng, cùng lắm 1 tháng là tối đa 2 tháng. Còn đây đẻ tới 3 tháng. Rồi nó chỉ có ký 1, ký 2 mà đưa ra nó còn 9 lạng. Rồi nó tím tái như là cái con cá nướng. Rồi mọi cái đều không có một chút hy vọng nào sống sót cả. Ấy thế nhưng mà cái hình ảnh mà một người mẹ vẫn kiên trì đón nhận 2 đứa con của mình dù nó có thế nào đi chăng nữa, và nhất là trong giây phút mà thập tử nhất sinh ấy vẫn nhớ được rằng là để tôi rửa tội cho cháu. Người ta không hiểu, ta bảo có tội gì mà rửa, đâu có biết rằng chúng ta đều mắc tội tổ tông, họ không hiểu đâu. Mà tấm lòng của người mẹ đó, của một người mà chỉ nghĩ đến phần hồn của con mình là quan trọng hơn, chứ không phải chỉ có phần xác thôi. Có những người làm cha làm mẹ chỉ mong con mình có phần xác cho nó khỏe, cho nó to, nó béo, đủ mọi thứ, nhưng mà không nuôi dưỡng phần hồn nó. Thứ hai nữa là có những người làm cha làm mẹ bây giờ thấy như thế thì họ đem con họ bỏ. Một là họ chấm dứt mạng sống nó ngay từ trong trứng nước. Hay là nếu mà sinh ra như vậy thì họ đem họ quăng, ném ở chỗ bờ ruộng, bờ sông, hay là cửa nhà thờ hay cổng nhà thờ. Mà tôi đã có lần ra nhận một em bé, khi mà bế vào kiến nó bu hết, sáng 4 giờ ra lễ. Ra tới cổng thì thấy một cái dúng, và bế lên thì nó kiến nó bu hết. Cái thằng bé ra về sau đặt tên là thằng Nguyễn Hoàng Long. Rồi tôi rửa tội cho nó, rồi sau đó thì nhờ bà Sơ nuôi, và nó đã được đưa đi nước ngoài bên Pháp, sau đó nó trở về. Thì thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa đấy, lời nguyện cầu của mẹ Maria đấy, lời chuyển cầu của mẹ Maria đấy. Còn thế gian này, bác sĩ cũng bó tay, mọi người dù là tài giỏi mấy cũng bó tay. Có người ta không thể kiêu ngạo mà cho rằng mình có thể làm được hết tất cả mọi chuyện. Và nhất là sự sống, không ai có thể cho sự sống, cũng không ai có quyền cất đi hay là lấy mất cái sự sống đó của con người. Trái tim của một người mẹ như thế đấy. Và bây giờ chúng ta nhìn 2 bé, bây giờ mới biết rằng 2 em nó gọi là khiếm thị, tức là mù bẩm sinh đấy. Lúc đó hoàn cảnh của con như thế nào để có thể nuôi 2 cháu đến năm 14 tuổi như bây giờ? Người ta có 1 đứa con bình thường thôi đó mà nuôi đã khó rồi, để nuôi tới 2 đứa gặp là song sinh. Tôi có đứa cháu bên Mỹ bảo lãnh sang, có 2 đứa con rồi, bây giờ cũng 1 song sinh, 2 đứa nữ, nó lớn đẹp như thiên thần. Mà bên Mỹ đầy đủ điều kiện như thế đó mà
hai vợ chồng than lên than xuống, khó khăn chật vật vô cùng, vừa nuôi rồi dạy dỗ rồi chăm sóc đủ thứ hết, khó lắm. Đấy là có điều kiện. Còn đây ở Việt Nam chị như thế này, bằng cách nào mà gia đình có làm sao mà chị nuôi được hai đứa bé tới ngày hôm nay 14 tuổi? Xin lỗi chị, còn bố của hai cháu nữa thì sao? Dạ, là bố của hai cháu thì làm nghề tài xế cha. Ngày xưa thì con cũng khổ lắm, con không có họ hàng nội ngoại thì con không có ngày hôm nay. Thì lúc đó con cũng đi bệnh viện thì con cũng chẳng có tiền, thì mẹ con cũng đi cầm sổ ngân hàng để chạy chữa cho bé, thì cứ bảo là con ở đó cứ lo cho cháu đi, rồi tiền bạc thì ở nhà cứ mượn đưa lên cho con thôi. Mà cứ một con, khi con ở bệnh viện là gần 2 năm trời cha, con đi về nhà thì cứ một tuần là con phải bao xe đi tái khám một lần để khám mắt. Rồi bé thì uống sữa là không uống sữa mẹ được, mà uống sữa thiếu tháng của nhà thương. Mà con cho bé uống thì là cứ 15 phút bú một lần cha. Mà bú cả ngày cả đêm, cũng như vô thuốc cũng vậy, cứ vô cả ngày cả đêm. Mà nếu mà con đặt lên lòng bàn tay như vậy thì nếu mà bé tím tái con lại ủ vào trong người, xong rồi con ủ lại cho bé hô hấp, lại cho bé có hơi của mẹ, xong rồi bé mới không có xỉu thì con mới bỏ ra. Con cho bé bơm một cái ống xi lanh, cứ bơm vào trong miệng, bơm nghiêng nghiêng như vậy, xong rồi là cứ bơm một bé xong đưa cho bà ngoại ủ, xong là con lại một bé kia con lại tiếp tục con làm như vậy, cứ có nghĩa là cả ngày cả đêm cứ như vậy thôi. Mà bé là được cái là đi bệnh viện với lại đi ấy thì con cũng giống như là có từ thiện, người ta cho ăn cơm ấy thì con cứ đi xin cơm từ thiện con ăn. Con xin cơm từ thiện ăn con năm suốt tháng cứ đi vậy thôi, chứ tiền ăn thì con không lo. Còn như bé nằm bệnh viện ấy thì hồi đấy con nhớ là nằm lồng kiếng một ngày là 260, một ngày một đứa là 260, cứ một tuần là bắt đóng tiền một lần, người ta sợ mình trốn viện đi về ấy cha. Là cứ tuần nào con cũng phải chuẩn bị tiền để mà đóng vào đó, để cho con sợ con mình là không có đủ điều ấy rồi nó có nguy hiểm thôi. Chứ cho tới ngày hôm nay là con Chúa ban cho con thì con của con nó lớn tầng này, với lại là mọi khó khăn đó thì Chúa cũng chỉ đường chỉ lối cho con. Thì chồng con đi làm cũng có tiền về nuôi cháu, rồi con thì chỉ ở nhà đi chăm cháu thôi. Xong rồi cháu lớn tí thì con cũng đi làm công nhân, con đi làm thêm, rồi con để cháu ở nhà cho bà ngoại coi. Cho tới khi cháu được 3 tuổi rưỡi thì con mới đi kiếm một nhà dòng ở dưới thành phố, là con gửi cháu đi học. Thì con cũng đi theo cháu, con ở đấy 3 tháng trời. Thì sơ cũng khuyên là thôi con đi về đi làm đi, để cháu ở đây, rồi mới sơ dạy cho cháu học cái chữ, chứ bây giờ nó mù mắt rồi, để nó mù chữ thì khổ. Thì con cũng ở đó 3 tháng, là con cũng phụ việc nhà việc gì cho sơ, rồi để cho cháu học ở đó. Thì nói chung là mấy sơ thương con, là con hồi đấy con không có tiền, mấy sơ cũng cho học cháu miễn phí cho tới ngày hôm nay là cháu cũng không có phải mất nhiều tiền như là các bạn sáng mắt. Thương chị em, có những người mẹ họ đang tâm họ bỏ con của mình, họ sợ rằng sinh con thì xấu đi, họ sợ sinh thì nó đau, chẳng ai muốn sinh con. Hoặc có những người chồng thấy vợ như vậy thì bỏ luôn, vì tôi đã đang phải kêu mang những gia đình như thế. Thấy vợ sinh những đứa con khuyết tật như vậy thì chồng bỏ luôn, đi kiếm người khác để người mẹ nuôi cái đứa con khuyết tật đó. Có khi cả cha cả mẹ bỏ nó. Còn đây cả cha cả mẹ cứ ôm lấy nó. Cả bà ngoại của nó cứ ôm lấy nó. Cứ 15 phút lại nuôi, 15 phút hết đứa bên trái rồi đứa bên phải, ấp ủ đứa bên phải rồi ấp ủ đứa bên trái. Cái hình ảnh đó như hình ảnh mà Chúa nâng niu ấp ủ con. Đấy, ta vẫn cứ hát bài hát là Chúa nâng niu ấp ủ con như người mẹ, như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh, như người mẹ ấp ủ đứa con của mình. Đấy, bây giờ thì anh chị em hiểu là lòng thương xót của Chúa như thế nào rồi. Lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta, Chúa thương mình như thế nào. Đây hai đứa nó ốm đau bệnh tật, nó đáng lý ra người ta bỏ, vậy mà người mẹ vẫn nuôi nó. Nó đã mù rồi thì đừng cho nó mù chữ nữa. Nó mù mắt thôi, đừng cho nó mù chữ nữa. Rồi người mẹ ấy phải đưa cả hai đứa con mình đi học cho đến khi biển học được tới lớp 7 rồi. Mà anh chị em nghe,
nó khó khăn như thế nào. Nếu mà không có một tình yêu, không có một tình mẫu tử tuyệt vời thì không thể nào vượt qua được những khó khăn, những thử thách ấy. Và từ đó thì mình mới nghiệm thấy được lòng thương xót của Chúa. Thấy Chúa yêu thương ta đến mức độ mà chết vì ta. Người mẹ này chưa chết vì đứa con, nhưng mà Chúa của chúng ta, Đức Giêsu đấng yêu ta đã chết vì ta. Mặc dù ta cũng gặp tội lỗi, không ngoan như hai đứa này đâu, không có dễ thương như hai đứa này đâu. Lòng thương xót của Chúa đấy. Thưa anh chị em và các bạn, trước mắt tôi đây là tờ giấy trắng. Tôi nhìn tôi chẳng hiểu gì cả. Anh chị em, anh cho rõ và thử coi mọi người có nhìn thấy gì không? Mọi người có nhìn thấy gì không? Chúng ta có mắt mà không nhìn thấy gì. Những người không có mắt, có nghĩa là người mù, người khiếm thị, họ lại nhìn thấy. Họ nhìn thấy không phải bằng cái mắt, mà nhìn thấy bằng đôi tay. Và con cho mọi người biết, cách nghĩa cho mọi người biết, đây là cái gì cha, con đưa cha mà cha có đọc, có thấy, có hiểu gì đâu. Đây là cái gì con nói cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, đây là con được... hai chị em con được ơn của Chúa ban, thì cái này là con dạ, cái này là chữ nổi. Chữ nổi làm sao con cắt nghĩa cho mọi người? Cha sáng mắt mà cha như mù, cha chẳng hiểu chẳng biết gì cả. Con cắt nghĩa cho cha, cho mọi người. Dạ cái chữ này á, là con học từ lúc mà 4 tuổi, nhưng mà lúc đấy thì mấy sơ ở trên đấy thì cũng viết chữ nổi, xong rồi mấy sơ cũng dạy cho tụi con. Thì dạ bằng cách là có một cái bảng nó có mấy cái ô, xong rồi có một cái cây bút nhỏ, xong rồi mấy sơ trên cây bút nó có một mà nó có một cái kim rồi với lại có một cuốn vở trắng. Dạ dạ xong rồi sơ chỉ cho con đáp vào một cái tờ giấy, xong rồi cái bút đó thì con mới sơ mới chỉ cho con cách viết. Thì khi mà viết đó thì cái bút đó khi mà nhấn xuống đó thì nó sẽ nổi chữ, nó sẽ nổi chữ lên, và lúc đấy thì sơ mới dạy cho con thì học thuộc bằng chữ cái, học thuộc mấy cái chấm chấm, xong rồi lúc đó thì con mới biết được, xong rồi con mới thuộc, con chỉ cho con định hướng cái ô nào đó, rồi để con học khoảng là 2 năm thì con học khoảng 2 năm lúc đấy con mới thuộc. Còn con sao? Dạ con, dạ tôi cha, con cũng giống chị con luôn cha. Rồi, bây giờ chúng con viết đây là viết những ơn Chúa ban cho chúng con, phải không? Dạ. Bây giờ cha mời chúng con đọc những ơn mà Chúa ban cho chúng con, đọc theo cách của những người mù họ đọc chữ như thế nào. Mời anh chị em và các bạn cùng theo dõi, cùng lắng nghe. Dạ thưa cha, dạ hè năm ngoái con về nghỉ hè ở nhà thuộc giáo xứ Túc Trưng thì đại dịch ập tới. Gia đình con không ai được đi đến nhà thờ nên chỉ xem lễ và đọc kinh 3 giờ lòng Chúa thương xót trên TV. Con cảm thấy buồn vì không được đến nhà thờ và rước Chúa vào lòng. Đại dịch mỗi ngày càng lan rộng và chết nhiều người hơn, mà con lại sắp đến ngày đi học. Nhưng dịch quá nên nhà trường bắt học online. Nếu học online thì rất khó cho người khiếm thị như con. Lúc đó con chỉ biết cầu xin và tâm sự với Chúa lúc 3 giờ hàng ngày để xin Chúa xua tan cơn dịch bệnh, mau chấm dứt để cho con được đi học và đến nhà thờ. Con cầu xin liên lỉ từng giờ, từng phút, từng giây. Con tâm sự với Chúa là Chúa ơi, con buồn lắm vì con không được
đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Con nhớ các sơ ở mái ấm khiếm thị của con. Con nhớ thầy cô và bạn bè của con. Xin Chúa tìm cách để cho con được đến trường. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Con tin thác vào Chúa. Con tin rằng Chúa sẽ nhận lời con. Con sẽ không rời xa Chúa đâu. Xin Chúa đừng bỏ con. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương con. Con cầu xin liên tục. Trong vòng một tháng, con nghe thấy thông báo nhà thờ được đi lễ lại. Con mừng quá. Con chạy vào ôm hình Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhận lời con. Nếu được, xin Chúa giúp cho con được đến trường học cùng các bạn. Con cầu xin thì sau 12 ngày con lại nhận được tin sắp về trường và đi học lại. Con mừng quá, chạy vào ôm hình Chúa. Con cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa trong nước mắt. Chúa ơi, con hạnh phúc quá, con vui sướng quá, vì con tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Dạ, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Dạ, con xin hết. Anh chị em, đây là những hàng chữ nổi của một người phấn đấu như thế nào. Có hai chuyện mà có lẽ như em 13, 14 tuổi, cái tuổi dậy thì bây giờ, tôi đi đến những khu vui chơi, tôi đi đến những siêu thị, tôi thấy cái tuổi 13, 14 tuổi dậy thì ăn mặc, rồi chơi, rồi nhảy, rồi đàn đúm, có khi còn hút chích nữa không chừng, có khi còn nhậu nhẹt, làm đủ mọi thứ chuyện của cái tuổi mới lớn, tuổi không biết sợ là gì. Nhưng mà em ấy cố gắng học tới lớp 7 để biết đọc, biết viết như mọi người. Khi Covid đến, buồn vì không được đến nhà thờ. Bây giờ thì nhiều người hết Covid thì buồn vì phải đi nhà thờ, không được đi lễ online nữa. Đấy, người ta mắt sáng, người ta có đầy đủ mọi thứ, có tivi, có đầy đủ mọi phương tiện để online. Và bây giờ người ta thích ngồi nhà, muốn đi nhà thờ nào cũng được, chỉ việc bấm nút rồi online. Người ta không muốn, không thích đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa trực tiếp nữa. Và có nhiều em bây giờ thì bỏ học, 13, 14 tuổi bỏ học, cha mẹ nuông chiều. Cậu ấm cô chiêu, một ngày tiêu khoảng 500 ngàn tiền tiêu vặt, có đứa thì 1 triệu tiền tiêu vặt. Trong khi đó cả gia đình này một tháng được bao nhiêu, họ sống như thế nào? Đây, những dòng chữ nổi đây, có khi chúng ta mắt sáng mà có thấy gì đâu. Mắt sáng mà, xin lỗi, Chúa nói như là mù, vì họ không thấy được lòng thương xót của Chúa. Thì ta vẫn là những người mù, mù lòng thương xót, chẳng biết chạy lòng thương những người nghèo khổ. Những bạn, như hai bạn Bảo Thi và Phương Thi đây. Phương Thi, con chia sẻ cho Bảo Thi, con chia sẻ cho mọi người những khó khăn khi mà con đi học như vậy, khó khăn như thế nào. Và nhất là online thì sao con học được, chia sẻ cho các bạn. Dạ thưa cha, là mọi thứ đều khó khăn. Dạ, tại vì là không thấy được cho nên là cái gì cũng khó khăn hết. Cái khó khăn nhất của con là khi mà dịch Covid thì học online thì rất là khó khăn cho tụi con. Dạ, bởi vì là như sáng mắt thì có thể là đọc sách giáo khoa, còn như khiếm thị thì lúc đó con học và nó là không có sách, là phải nghe thầy cô giảng.
Sau đó là thầy cô giảng cái gì thì con viết vô. Viết xong về nhà học thuộc rồi lên trả bài cho thầy cô. Cái nữa là không chỉ học online, lúc mà con đi trực tiếp thì trường con rất là gần nhà sơ. Nhưng mà đầu tiên thì sơ mới cho từng đứa đi bộ. Thì còn cộng là có 6 đứa lớp 6 và 2 đứa lớp 2 chị lớp 8. Là đi học khoảng là 8 đứa. Thì ban đầu là sơ mới phát cho mỗi đứa một cái cây gậy, là có dán tên chữ nội, tên ai thì người đó giữ. Sau đó là sơ mới cử bất kỳ một bạn nào đó đi tập đi cho nó quen. Lần đầu là sơ chỉ là trường khoảng 500 mét. Là ban đầu là mình đi thẳng qua, mình nó có ở đường nó có một cái gờ để cho khiếm thị lần theo. Sau đó là mình phải băng qua cái ngã tư, một cái ngã tư rất là lớn mà rất là đông xe, thì có một số bạn bị xe cán, rồi bị phỏng bô, rồi có một số bạn còn bị cán gậy nữa. Nhưng mà không phải là mọi người áo phải cầm gậy hết, nhưng mà lần đầu sơ cho từng đứa đi, nếu mà ai mà quen rồi thì sơ sẽ đổ cho bạn khác, là mỗi bạn sẽ dẫn một tuần, là tụi con đi học từ thứ hai cho đến thứ bảy luôn. Là lúc đó là con học lớp 6 với bạn Trâm Anh, thì Trâm Anh mới dẫn tụi con đi. Thì đang đi thì lúc mà đi học tan học thì lúc mà tụi con đi về thì trời mưa rất là to. Cũng nghe là sơ cũng cho mỗi bạn một cái áo mưa, xong rồi mặc vô. Là lúc đó con đi là bạn Trâm Anh bạn bị té ngay cái chỗ cái thùng, xong rồi bạn bị nằm xuống. Thì con thấy rất là tội nghiệp, nhưng mà cũng con cũng không có biết cách nào để mà giúp bạn. Thì bạn cũng bị trầy hai cái chân, trầy một đường rất là dài luôn. Mấy bạn trên sơ ai cũng khiếm thị cũng tự con hết, nhưng mà sau khi mà bạn bị té rồi, mà thậm chí còn bị té mà đang đi thì tự nhiên cái ông kia ông không để ý, xong rồi ông ấy cán gãy với cái gậy của bạn. Thì lúc đó về nói sơ thì sơ mới nói sơ là sơ ơi sơ, nãy con đi trời mưa chân có là bị té trời hai cái chân rồi, còn con còn bị cán gãy gậy nữa, thì sơ phải cho bạn đó gậy khác. Là nếu mà muốn thì lúc đó là cái đó cũng rất là khó khăn, dù tụi con rất là khó khăn nhưng mà tụi con vẫn tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ lo liệu cho tụi con. Bây giờ tụi con cảm thấy không còn khó khăn như bữa trước, dần dần cũng quen rồi. Dạ thưa cha con xin. Thưa anh chị em, nói thì nghe nó đơn giản, mà bạn cứ thử nhắm mắt lại hoặc là ai bịt mắt bạn lại trong vòng một ngày, bạn sẽ thấy như thế nào. Hoặc là bạn bị đau mắt một tuần lễ, phải giải phẫu hay là thế này thế khác, không nhìn được, bạn sẽ thấy rằng là cái đêm tối nó khủng khiếp như thế nào, không phân biệt được, mà lại là mù bẩm sinh nữa. Làm sao biết được màu sắc, làm sao biết được tối sáng, làm sao biết được hình thù như thế nào, tất cả chỉ là đôi tay xúc giác mà thôi. Nhưng mà nghe câu chuyện em nó kể thấy nó quặn đau, vì con người ta dường như là không biết xót thương người khác ấy. Mình sáng mắt mà thấy người ta mù như thế mà nỡ lòng nào xô rồi té rồi cán. Họ biết họ cầm gậy, họ mò mò là biết chứ, tại sao mà lại cán vào cái gậy của họ. Sẽ không biết nhường cho những người khuyết tật, đó là ưu tiên số một mà. Những phụ nữ có thai, những em bé, những người khuyết tật phải là những người được ưu tiên. Mà bây giờ thì con người ta có xe, có tiền là cứ tông thôi, cứ đi thôi, bất chấp hết tất cả, không còn biết xót thương ai nữa. Ta có tiền mà, ta là đại gia mà, ta là thiếu gia mà, ta là công tử mà, ta là con ông cháu cha, ông lớn bà lớn, ta cứ phóng cứ lao đi. Còn đứa nào chết kệ, lòng xót thương bây giờ thành món hàng quý hiếm. Mà đôi khi chúng ta mà cúi xuống thì ta cho mình là thằng đi ngược đời, chúng tôi vẫn bị chửi, bị cười là lội ngược dòng. Người ta làm quán cà phê để kiếm lời,
Mình làm cà phê khát vọng lòng thương xót chỉ để kiếm lời phần linh hồn là sao? Có ảo tưởng không? Có hoang tưởng hay không? Người ta làm máy, ra đĩa, ra băng, ra máy để bán lợi nhuận cả triệu bản bao nhiêu, mình làm bao nhiêu phát hết bấy nhiêu, có phải là khùng không? Sách người ta bày ra ngoài nhà sách người ta bán có lời, còn mình thì cứ vậy, bao nhiêu là tặng hết bấy nhiêu, có khùng không? Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi thấy cái hình ảnh mà làm tôi xấu hổ nhất là nhìn khuôn mặt hai đứa lúc nào nó cũng cười, lúc nào nó cũng tươi. Tụi con biết là tụi con lúc nào cũng cười, cũng tươi, cũng đẹp lắm, không biết không? Đấy, nó cứ cười vậy thôi. Và con tín thác vào Chúa, con ôm lấy Chúa, con cảm ơn Chúa, con đến lòng tượng lòng thương cho Chúa, con ôm lấy Chúa mặc dù nó có biết hình lòng thương cho Chúa như thế nào đâu. Thật ra mà nói, còn bao nhiêu người mắt sáng ngày hôm nay này cũng không biết lòng thương cho Chúa thì có khác gì nó, còn tệ hơn nó nữa là khác đấy chứ. Nó không thấy đường mà nó còn biết chạy đến lòng thương xót, còn biết ôm lấy hình lòng thương xót Chúa. Mình Chúa cho đứa mắt sáng mà không biết chạy đến về lòng thương xót Chúa, không biết hình lòng thương xót Chúa là gì nữa kìa. Hiệp hành sao đây? Hiệp hành với ai? Hay hiệp hành trên giấy tờ, trên văn phòng, trên vi tính thôi, trên thống kê thôi? Còn có thấy được những con người mà họ khuyết tật, họ không thấy đường như thế nào, họ như khổ như thế nào hay không? Mà họ có thấy họ than thân trách phận đâu. Con thử than thân trách phận cho mọi người biết cái là con có buồn gì, con kể cho mọi người nghe cái buồn của con cái. Con thì hồi nhỏ thì con rất là tiếc, nhưng mà khi mà cảm thấy được Chúa ban cho con có khả năng và là được nhiều ơn rồi thì con cảm thấy không có buồn nữa. Nhưng mà thì con mới nghĩ lại là người sáng rất là tiếc cho tụi con, thì con mới bảo là dù mà họ có muốn con thấy thì nếu mà Chúa không cho con thấy thì Chúa sẽ bù đắp cho con cái khác. Thì đó, con bây giờ con không thấy buồn nữa cha. Con là con. Dạ, dạ con cũng vậy. Buồn không? Dạ con giờ con không có thấy buồn nữa. Hồi xưa thì sao? Dạ hồi xưa thì con cũng buồn lắm. Còn hồi xưa thì còn nhỏ thì con lúc mà bà ngoại rồi mẹ con cứ nói là cầu xin Chúa cho con được sáng mắt, thì lúc đó còn nhỏ thì con cũng buồn lắm, con cũng muốn thấy đường lắm, nhưng mà bởi vì là Chúa ban cho con có khả năng thì lúc đấy thì con không có buồn nữa cha. Sao? Bạn còn than thân trách phận gì nữa không? Bạn còn than sầu kể khổ gì nữa không? Thưa cha, con chưa mua được xe hơi con buồn lắm. Thưa cha, con không có cái nhà ở đảo Kim Cương. Con thấy nó có cái nhà đảo Kim Cương mà con là nhà đảo bạc với là đảo vàng, con buồn lắm. Thưa cha, nó đi nó cắt mắt, mắt nó đẹp, bây giờ con không có tiền đi cắt mắt, con buồn lắm. Thưa cha, con không được đi du lịch, không được đi chỗ này chỗ kia, con buồn lắm. Than thân trách phận kêu ca, có thấy được những cái người mà con cảm ơn Chúa, Chúa ban cho con tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy hôm nay mình chơi nhạc sống, tụi con đánh đạt được đàn ọc, con còn đánh đàn được những đàn gì nữa kể cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, là con đánh được đàn tranh, đàn guitar. Con tổng cộng biết khoảng 3 loại đàn thôi cha. Rất tiếc là vì phương tiện cái phòng thu âm nó quá nhỏ, không thể mang đàn tranh, không thể mang guitar đến được, cho nên chỉ có đàn ọc này thôi. Vậy thì bây giờ hai đứa chúng con có thể hát tặng mọi người bài hát gì được không? Vừa đàn vừa hát tặng mọi người bài gì? Dạ con xin hát tặng cho mọi người cùng nghe một bài hát Chúa Giàu Lòng Xót Thương. Dạ bài Tâm Tình Xin Vâng. Thưa anh chị em và các bạn, đây là bài Tâm Tình Xin Vâng. Mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe song sinh Phương Thi, Bảo Thi vừa đàn vừa hát bài Tâm Tình Xin Vâng. Hai đứa hát không cha? Thank you.
tư dường như mất ngủ trong đời. Con mong muốn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được, nhưng tin vào tình thương của Ngài. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin trung, tin vào tình Chúa bao dung. Như mẹ xưa đã xin vâng cho niềm phó thác theo ơn thánh thần. Tin vào quyền năng Chúa, không lo lắng gì ngày mai. Bao điều trong tương lai nằm trong thánh ý của Ngài. Con lo lắng cũng thừa, chỉ cần vâng theo ý Cha. Bao phong ba trên đời sẽ kết thành niềm vui sáng ngời. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin trung, tin vào tình Chúa bao dung. Như mẹ xưa đã xin vâng cho niềm phó thác theo ơn thánh thần. Đời một đời cho Chúa, an vui sống trọn niềm tin. Không sợ chi lao lung, vì luôn có Chúa ở cùng. Bao nhiêu nỗi khốn cùng biến thành ân phúc thế nhân. Nói theo gương đức mẹ để một lòng phụng sự Chúa Trời. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin trung, tin vào tình Chúa bao dung. Như mẹ xưa đã xin vâng cho niềm phó thác theo ơn thánh thần. Thưa chị em, câu mà tôi thấy trăn trở nhất là con mong muốn một điều, Chúa lại mong muốn điều khác. Đó mà ta chấp nhận được mới gọi là tín thác. Ta vẫn đọc, con có biết lần Chuối lòng thương xót không? Dạ biết. Con lần Chuối lúc nào? Dạ, dạ thưa cha, con biết từ lúc mà mẹ con sanh em Thảo Nhi đó cha. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy máu và nước đã tôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Sao có bao nhiêu người sáng mắt lần Chuỗi lòng thương xót? Có bao nhiêu người được ơn Chúa cho mình nhìn thấy mà chạy đến tạ ơn Chúa và khẩn cầu lòng Chúa thương xót, tạ ơn lòng Chúa thương xót? Người ta không nhìn thấy ngay từ lúc lọt lòng mẹ, mà người ta lại nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Còn mình từ lúc mở mắt chào đời, thấy hết mọi sự, mỗi điều không thấy là không thấy lòng thương xót của Chúa. Con vừa mới nói con lần Chuỗi lòng thương xót Chúa khi mẹ con sinh ai? Dạ sinh Thảo Nhi. Thảo Nhi đâu? Đấy. Vâng, thưa anh chị em, nãy giờ chúng ta trở lại mà gặp một nhân vật thứ ba. Ngoài Phương Thi, Bảo Thi, còn có Thảo Nhi nữa. Thảo Nhi được sinh ra như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người đứa con thứ ba của con. Dạ. Thưa cha là tại vì con
Năm 2017 thì con sanh thảo nhi, nhưng mà trước khi con đi bệnh viện cấp cứu thì con cũng bể nước ối 6 tháng 10 ngày thôi cha. Thì con cũng nhắn tin cho cha là cha ơi, con đi cấp cứu ở bệnh viện rồi, cha cầu nguyện cho con với. Thì con cũng nhận được tin nhắn là con cứ yên tâm, cha cầu nguyện cho con. Khi con tới bệnh viện Từ Dũ thì bác sĩ cũng khám cho con, cũng hiện trạng y như hai chị hồi lúc đầu, là nói là bây giờ cũng 6 tháng 10 ngày sanh như vậy, trường hợp bé là cũng sẽ bị mắt rồi bị các thứ bệnh. Cho nên là cũng bắt con ký cái tờ giấy y như vậy, thì con cũng ký. Xong là được 5 ngày thì con sanh bé này, thì con sanh bé này xong thì lúc đấy được 1 ký 2, được 1 ký 2 cha. Được 1 ký 2 thì lúc mà sanh bé này thì bác sĩ mới nói là bây giờ mắt của bé là yếu, bị rốt, rồi bị nhiễm trùng máu, bị vàng da, bị não uống thủy. Bây giờ cháu đặt một cái ống thủy ở đây này cha, cháu bị não uống thủy, bị giãn não thất, bị tắc tĩnh mạch phân nhánh trái, tất cả là 8 thứ bệnh, cháu bị 8 thứ bệnh. Thưa anh chị em, người ta nói quá tam ba bệnh, đúng là với người mẹ này, hai đứa con 6 tháng 10 ngày, đứa thứ ba tưởng rằng nó thoát, vậy cũng 6 tháng 10 ngày, cũng 1 ký 2, rồi không những là 1 thứ bệnh như là hai người chị của nó, mà tới 8 thứ bệnh, toàn là những bệnh viêm màng não, vàng da, nhiễm trùng máu, viêm phổi nặng, tắc tĩnh mạch, phân nhánh trái, rồi giãn não thất, rồi bệnh ROP, là các bệnh về mắt. Hai đứa chị của nó đã không nhìn thấy, bây giờ đứa thứ ba, đứa con gái thứ ba này, chẳng lẽ nào nó cũng không nhìn thấy như hai chị của nó hay sao? Dạ, cho nên là bác sĩ cũng gọi con vô nói là bây giờ trường hợp của bé đặc biệt lắm, bây giờ hỏi con là có mấy cháu rồi, thì con cũng nói là con có 2 cháu, nhưng con không nói con của con bị làm sao hết. Thì bác sĩ mới nói là bây giờ chị đừng có trông mong gì hết, chị cứ xem như cái đứa bé này nó không có, là chị cứ nuôi được ngày nào thì chị biết ngày đó thôi, chứ bây giờ nói bệnh của bé nó quá nặng. Mà bây giờ là bác sĩ cũng chê thì con cũng giống như lúc đầu, thì con cũng chỉ biết là đọc kinh 3 giờ lòng thương xót Chúa, rồi con mới bảo là xin mẹ cứu chữa cho con của con đi, chứ bây giờ hai chị nó còn sanh đứa này mà để cho nó thấy đường, để nó sau này có chị có em lo với nhau, mà giờ mà bị mù đó thì con không biết làm sao. Xong cái con ở bệnh viện mà con cứ ao ước, con muốn trốn viện, con về con bảo con đi Tre Long, con đi Tre Long ở giáo điểm Tin Mừng, con cứ ngày nào con cũng ra con bảo bác sĩ là cho con về, bác sĩ không cho, con tính bỏ trốn về rồi, nhưng mà ở đấy họ căn nghiêm ngặt, con không về được. Cho tới khi là bác sĩ con ký vào giấy, con nói là cho con về, con chấp nhận là con của con có trách nhiệm, có chuyện gì con chịu trách nhiệm hết, cho con về 1 ngày thôi cũng được. Thế này bác sĩ cho con ký giấy, thế là con về, con đi Tre Long, con đi xe Bà Mến, là con đi tới giáo điểm Tin Mừng. Khi con tới đó thì đông, chỗ Tre đông lắm, đông cả bao nhiêu ngàn người á. Con bảo không biết làm sao bây giờ mà con chen chân vô được chỗ của Tre đây để Tre đặt tay chữa lành cho bé. Bây giờ con cũng cứ để mấy người đấy, con tự bế một mình con bé mà nó có 1 ký mấy thì cha, nó bé xíu vậy này, con cứ bế len lỏi lên tới trên cái khán đài á, thì mấy ông trùm cũng kéo áo con xuống bảo là chị đi đâu, chị xuống chỗ này đi, bây giờ 3 giờ là cha chỉ có chữa lành cho bệnh nhân và người già thôi, chị không được lên, con cứ lì, con cứ đi lên, con cứ bế bé đi lên, con đi lên mà ai cũng kéo áo con xuống á, con cứ đi lên mà con đứng một mình con một góc ở bên đây, mà cha thì tút ở bên đây, cha đang đặt tay chữa lành cho các bệnh nhân và người già, con cứ gục mặt con cầu xin, và con cứ lẩm bẩm, mà con cũng sợ lắm, tại lúc đấy cha cũng hay nói hay la, ai mà không đứng lung tung là con cũng sợ, mà con run lắm, mà ông chùm ông cứ kéo con xuống, con cứ quyết tâm con không xuống, con đứng lì. Tự nhiên một lúc sau con thấy bóng cha tới rồi, cái con mới nói với con bé là con được cứu rồi con ơi. Thế này cha tới thì con chưa kịp nói gì hết á, thì cha đã đặt tay cha chữa lành và chỗ ngực cháu và đầu cháu. Con mừng lắm, con khóc, con bảo là cha ơi, thế cha bác sĩ chê con rồi, bác sĩ kêu chê con rồi, bây giờ cha cứu con ơi, con khổ lắm, bây giờ con không biết làm sao hết, cha cứu con. Thế là cha đặt tay chữa lành cho con bé xong rồi, con mừng lắm, con đi về. Xong ngày hôm sau con đi nhập viện,
Cha biết không, con đi nhập viện thứ năm. Mà tới thứ hai bác sĩ khám mắt cho con của con. Nói là giờ con của con không phải khám mắt nữa, không phải mổ mắt nữa, không phải chữa nữa. Con mừng lắm mà con khóc, con không tin. Con không tin, con vẫn cứ khóc. Con chạy về tới phòng con khóc hòa lắm mà. Cả phòng họ bảo con làm sao con khóc. Con nói là con của con mắt không sao nữa, con mừng lắm. Nhưng mà họ bảo thì mừng làm sao mà khóc. Thì họ đâu có biết là con có hai đứa con bị khiếm thị đâu cha. Con lo lắng. Con bảo là bây giờ nó mà giống hai chị nó thì con biết làm sao đây. Con xin Chúa Đức Mẹ bén cho con. Con không muốn, con không muốn con của con như vậy nữa. Thì lúc đó con mừng lắm. Con một tuần sau con vẫn đi tái khám lại. Bác sĩ bảo tôi nói với chị là con chị không sao, mà sao chị cứ bế nó đi khám. Con mới bảo thôi bác sĩ cứ khám cho con cho chắc ăn đi. Chứ bây giờ mà con không có, bây giờ con cho con về mà con không về, con sợ là con mắt con nó bị làm sao. Thế là một tuần sau con khám hai tuần liền như vậy. Khám hai tuần liền như vậy xong con bác sĩ nước ngoài về khám bảo là chị yên tâm đi, bây giờ cháu là không phải mổ mắt nữa. Không phải khám, là mùa đầu báo con là phải theo dõi 2 năm trời. Bây giờ là không làm sao nữa rồi. Mà làm sao mà cháu lại được như vậy. Thì con mới bảo là con đi được ơn của cha Long. Con đi nhờ giáo điểm tin mừng về. Là hôm qua bác sĩ không cho con về là con trốn viện, con về con ký giấy là con chấp nhận con đi về luôn. Mà tới ngày hôm nay con được ơn như vậy. Thế là con về con mới đọc kinh 3 giờ. Con mới cảm ơn Chúa. Con mới hỏi là bây giờ con ăn chay 3 tháng. Con ở bệnh viện mà con không ăn gì, con chỉ ăn cơm với muối tiêu với nước tương. Con gửi con cầu xin cho con của con. Nhưng mà chưa xong cha, nó còn tém thứ bệnh. Tém thứ bệnh khi mà bác sĩ cũng bảo nó cho về nhà vậy thôi, chứ không biết là lúc nào nó chết. Tại vì cái bệnh tắc tĩnh mạch cháu của cháu nó nguy hiểm. Con cũng xem như cái mắt là quan trọng nhất, con không quan trọng mấy bệnh đó. Con đi về, con đi về mà bác sĩ cũng bảo con đi tái khám 1-2 lần. Khi con về nhà cứ 3 giờ chiều á là con với lại Phương Thi bảo Thi là đốt nến, xong rồi bỏ cái lòng Chúa thương xót là đọc kinh, cứ đọc kinh cầu nguyện cho con bé. Mà tới giờ này là con không đi bệnh viện con khám, mà bác sĩ chỉ bảo con của con sống được có mấy ngày thôi, sống ngày nào 2 ngày đấy. Mà tới bây giờ cháu được 5 tuổi đấy cha, là con cứ đọc kinh 3 giờ lòng Chúa thương xót, là con tin vào Chúa, con không đi bệnh viện, con không khám gì hết. Con mà kệ bác sĩ muốn nói sao, mà coi như là con không biết bệnh gì nữa hết. Cho tới ngày hôm nay là cháu gần được 5 tuổi mà con chưa có đi tái khám lại đấy cha. Sinh nhật của bé Thảo Nhi ngày bao nhiêu con nhớ không? Dạ nhớ. Bao nhiêu? Dạ ngày 21 tháng 9. Năm. Dạ năm 2017. Rồi lúc mà mẹ sinh bé Thảo Nhi về, tụi con có biết là em của con bị bệnh, bị đau như vậy không? Dạ không. Dạ không. Đến lúc mà không biết. Thì lúc sau con nghe mẹ bà ngoại nói thì con mới biết cha. Rồi lúc biết như vậy thì tụi con cầu nguyện sao với Chúa? Con cầu nguyện sao với Chúa? Con thấy là nếu mà nó cũng bị mù, cũng bị không nhìn thấy như con thì sao? Lần đầu thì đọc kinh lòng Chúa thương xót, chẳng hạn như vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, thì mẹ con mới chỉ là xin cha chữa lành bé Monica, tại thảo nhiên là tên thánh Monica cha. Mừng thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã thấy những kỳ tích thiên hạ thế gian gọi là kỳ tích, mà đối với Chúa thì không gì là không thể. Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con. Con tin thế nào con được như vậy. Người ta giống như cái người phụ nữ mà cứ đến bám chân Chúa rồi bị các tông đồ cũng xua. Thưa Thầy, dập cái bà này đi để bà cứ kêu ca hoài. Thì bà ấy cầu xin cho đứa con của bà ấy cứ léo đéo đi theo Chúa mãi. Các tông đồ xua đuổi. Rồi Chúa cũng chẳng nói gì cả. Bà cứ bám mấy gấu áo Chúa. Chúa bảo không nên lấy bánh của con cá mà ném cho con chó. Thì bà ấy bảo rằng là con chó nó cũng được ăn những phần bánh vụn rơi xuống từ bàn chủ nó. Và Chúa nói rằng, này bà, đức tin của bà mạnh thật. Bà tin thế nào bà được như vậy? Người phụ nữ này nếu mà không tin, chẳng có dạy gì mà rời bệnh viện để đến với Thầy Giêsu lòng thương xót. Người phụ nữ này nếu không có tình yêu dành cho đứa con của mình, giống như người phụ nữ ngoại đạo bị xua đuổi,
bị Chúa thử lòng tin, thì chắc chắn là khi những người bảo vệ, khi ông trùm không cho lên thì chị cũng chẳng dám lên đâu. Mặc người ta kéo áo xuống vì đông quá. Chị em tưởng tượng lúc đó là 20.000, 30.000 đến 50.000 người, thì làm sao mà tôi đến từng người được, thưa anh chị em. Mà cũng chẳng phải là tôi đặt tay tôi chữa lành, tôi đâu có quyền phép gì đâu. Tôi chỉ cầu nguyện cho họ. Đấy, lòng tin của chị cứu chữa chị chứ có phải là tôi đâu. Chị xin tôi cùng đặt tay cầu nguyện cho bé thì tôi đặt tay tôi cầu nguyện cho bé. Còn được hay không được là do chị với Chúa, lòng tin của chị với Chúa chứ không có tôi trong này cả. Tôi chả là cái gì cả, tôi không là người chữa bệnh, tôi cũng chẳng là người quyền phép gì cả. Tôi cũng chỉ là người tội lỗi yếu đuối như anh chị em. Thậm chí có khi lòng tin còn thua cả người chị em này. Và có khi là lòng mến Chúa và ý chí cũng trông không bằng hai con bé Phương Thi Bảo Thi này đâu. Thực sự là như vậy. Thực sự là như thế. Thử hỏi coi bây giờ nếu mình bị cái sự khó gì đó, đau mắt một tí là kêu ca, đau chân một tí là than trách để đủ mọi thứ. Còn họ đây, hiệp hành với họ để cảm thấy, để cảm nhận được lòng tin của họ, lòng tin thác của họ vào quyền năng lòng thương xót Chúa là như thế nào. Lòng tin của con cứu chữa con tin thế nào con được như vậy. Chúa nói với người phụ nữ ấy và Chúa cũng nói với người phụ nữ này, và cũng Chúa nói với mỗi một người chúng ta. Không phải là do tôi không có chữa lành, Chúa chữa lành. Tôi cùng cầu nguyện với anh chị em, nhưng mà tôi tin rằng là quyền năng của Chúa sẽ thực hiện cho những người đặt niềm tin vào Chúa. Còn ai không tin vào Chúa thì không có chuyện gì xảy ra. Và họ cười, họ nhạo, họ chê, chuyện của họ mà thôi. Ngày xưa họ cũng cười nhạo chê Chúa, thậm chí Chúa trừ quỷ họ còn bảo rằng Chúa nhờ tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ cơ mà. Và Chúa không thực hiện được phép lạ nào tại quê hương của Ngài vì họ không tin. Con bác thợ mộc mà làm ăn cái gì? Thưa anh chị em, câu chuyện hiệp hành với song sinh khiếm thị làm cho mỗi người chúng ta đọc lại nhiều suy nghĩ. Nhiều suy nghĩ và mỗi người tự hỏi coi Chúa muốn nói với tôi cái gì? Chúa gửi đến tôi sứ điệp gì trong buổi họp hôm nay, điểm hẹn Chúa Nhật? Điểm hẹn mà Chúa hẹn gặp bạn, hẹn gặp những con người khuyết tật, những con người khiếm thị, những con người cuộc đời đầy những khổ đau, nước mắt. Và Chúa cũng hẹn gặp các bạn đến đây để các bạn thấy được các bạn còn được nhiều ơn lắm. Các bạn còn được nhiều hạnh phúc lắm. Và các bạn có trách nhiệm, có bổn phận phải đi loan báo cho mọi người, làm chứng cho mọi người về những ân phúc mà bạn lãnh nhận. Đừng vô ơn bạc nghĩa với Chúa. Con chia sẻ cho mọi người tiếp qua câu chuyện của gia đình con. Con muốn gửi gắm gì? Dạ, thưa cha nè. Con muốn gửi gắm là bây giờ nói chung là cuộc sống thì mỗi người là một cây thánh giá khác nhau. Quan trọng là mình vác và mình đặt niềm tin và tín thác vào Chúa. Bây giờ mình không ăn năn sám hối, hoặc là mình không oán trách. Mình chỉ biết sống, bây giờ biết sống mà hài lòng và chỉ biết vui vẻ, chan hòa. Mình không hơn thua, không giận hờn, không oán trách. Mình chỉ biết sống là vui vẻ và chấp nhận và vui theo ý Chúa. Và cái gì mình không mà khó khăn quá thì mình lúc nào cũng nhớ tới Chúa, xin Chúa chỉ đường chỉ lối và theo ý của Ngài. Dạ. À, trước khi kết thúc, Phương Thi Bảo Thi, giờ có nhiều bạn trẻ đang muốn nghe chúng con nói để họ biết rằng chúng con là những người được Chúa yêu thương như thế nào. Con muốn nói với các bạn điều gì? Mỗi người nói một điều với những bạn đang lắng nghe chúng con trong buổi điểm hẹn Chủ nhật hôm nay. Đứa nào nói trước, Bảo Thi hay Phương Thi? Con cầu nguyện coi Chúa muốn con nói gì với các bạn để các bạn ấy biết được lòng thương xót Chúa. Vì có nhiều bạn ngày hôm nay không nhận biết được lòng thương xót Chúa, không biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cũng không tin vào lòng thương xót Chúa, mà chỉ tin vào khả năng của mình, nghĩa là tin vào tiền của, quyền lực của cha mẹ và phương tiện vật chất.
mà không biết đến lòng thương xót Chúa, con muốn nhắn gửi gì với các bạn ấy, những người sáng mắt có đầy đủ điều kiện hơn chúng con? Dạ thưa cha, thì dạ con muốn nói là thứ nhất là bây giờ là như chúng con thì mất không thấy, nhưng mà chúng con thì vẫn tín thác vào Chúa, dù gặp cuộc sống khó khăn hoặc là thử thách. Còn những người sáng mắt thì có đầy, còn những người khác thì được Chúa ban cho có đầy đủ hết, không có mắt thì không có mắt thì sáng. Nhưng mà điều con muốn nói là là khi mà mình gặp khó khăn hoặc là mình gặp khó khăn là mình cầu nguyện với Chúa, mình tin tưởng vào Chúa, không được than trách, không được phàn nàn, không được kêu ca. Ví dụ khi mình đau, mình bệnh là mình bị bệnh nặng, bệnh ung thư, là bị một bất cứ một cái bệnh gì đó, là mình phải chạy đến với Chúa, chứ không có được than trách Chúa, rồi không có được ý con là chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà con có bổ túc gì thêm không? Dạ có. Dạ con bổ sung thêm là không chỉ đến với Chúa không, mình cầu nguyện thì mình cũng phải kiên nhẫn, tại vì thời gian của Chúa rất là hoàn hảo. Mình phải cầu nguyện từng ngày, từng phút, từng giờ, từng giây cho một cách rất là kiên trì. Không có được hỏi là nếu mà Chúa không ban cho mình cái này thì mình không có được hỏi là tại sao con cầu nguyện bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi Chúa không nhận lời con. Mình không có được nói câu đó. Là mình phải kiên trì, mình phải tín thác. Dù thời gian của Thiên Chúa có hoàn hảo thế nào thì mình phải đợi Ngài đúng giờ, đúng lúc. Thì con có nghe bốn quy tắc Chúa đưa ra ở trên mạng. Thì điều thứ nhất với điều thứ tư rất là quan trọng, là tính cách của mình phải mạnh mẽ hơn hoàn cảnh. Với lại là điều cuối cùng á, với lại điều cuối cùng là mình khi mà mình gặp thử thách, mình gặp khó khăn á, mình đừng có sợ, mạnh bạo lên, can đảm lên, rồi mình bởi vì là điều đấy là Chúa sẽ, mình phải xác tín rằng là Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Với lại khi mà mình gặp khó khăn thử thách á, là mình phải tín thác là Chúa luôn ở bên mình, Chúa không bao giờ bỏ mình. Thì con dựa vô bốn cái điều Chúa đưa ra thì vâng, thưa anh chị em, tất cả những điều đó chúng ta có thể tóm lại trong bài hát Lạy Chúa Giêsu Con Tin Tưởng Nơi Chúa. Khi mình có niềm tin thác vào Chúa, có được sức mạnh vượt qua những khó khăn thử thách. Khi mình có niềm tin thác vào Chúa thì mình không kêu ca trách móc. Khi mình có niềm tin thác vào Chúa thì mình biết kiên nhẫn và kiên trì trong cầu nguyện, vì thời giờ của Chúa không phải như chúng ta. Đường lối của Chúa không như đường lối của chúng ta. Và nhất là những gì ta mong ước không phải là những gì Chúa ước mong mà ta vẫn đón nhận được, thì đó gọi là tín thác. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa sơ thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao lần dữ, con người hôm nay đang sống.
đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa do thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dám nhân loại về với Chúa. Có nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha. Thần giá Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Trời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa do thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Bây giờ thì trả qua những món quà gửi tặng chúng con nha. Đây là kẹo để dành cho bé Thảo Nhi. Đây là máy bài giảng lòng thương xót Chúa dành cho Phương Thi. Phương Thi đâu? Đây. Đây là máy radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina. Bảo Thi đâu? Dạ đây. Dạ con cảm ơn cha. Và đây là cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa để dành cho mẹ của con. Mẹ con đọc và chúng con đọc theo với những bài hát. Và đây là bánh. Chúng con sinh đôi cho nên cha chỉ cho một hộp bánh để chúng con chia đôi được không? Được. Đây, đứa nào cầm lấy. Thôi, cho em cầm đi. Rồi, đây con. Cầm lấy thì con cầm lấy. Bảo Thi. Còn đây là bao thư. Trong đây thì có một chút xíu gửi cho chúng con để chúng con đi học, để chúng con muốn mua sắm gì thì mua sắm nha. Dạ con cảm ơn cha. Dạ con cảm ơn cha. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng kết thúc buổi điểm hẹn Chủ nhật với bài Hiệp hành, trở lại với bài Song hành bên Chúa lòng xót thương. Vì chúng ta không phải chỉ dừng lại ở chỗ lý thuyết, báo cáo, máy vi tính, thống kê, nhưng mà phải hiệp hành với từng con người để lắng nghe những tiếng than, để lắng nghe những lời tâm sự, lời chia sẻ của họ. Hiệp hành với những con người thấp kém nhất, những con người đau khổ nhất, những con người bị bỏ rơi bên lề của xã hội và ngay cả trong giáo hội nữa. Mời anh chị em cùng hiệp hành với Chúa và hiệp hành với nhau. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ, bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an, đỡ nâng ai bước hoang đàng, song hành bên Chúa lòng xót thương. Song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng,
tìm về bên Chúa, ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa, xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về.